Vâng, chúng tôi nhận được câu hỏi của bác An, 60 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội, câu hỏi như sau. Tôi đang điều trị tăng huyết áp một năm nay, có dùng thuốc Covaxin 5mg một ngày một viên. Gần đây tôi bị ho khan, xin hỏi bác sĩ là tôi phải làm như thế nào? Vâng, xin trả lời bác An như sau. Thì thuốc huyết áp bác đang dùng là thuốc Covaxin, có tên gốc là Perinocrine, là thuốc thuộc nhóm ức chế men chuyển. Nhóm thuốc ức chế men chuyển có một cái tính chất chung, đó là có thể có tác dụng phụ là gây ho khan cho người bệnh. Các cái nghiên cứu thống kê cho thấy thì khoảng 5-7% bệnh nhân có thể bị ho khan khi dùng thuốc này, tùy từng nghiên cứu. Thì về trường hợp của bác thì tôi khuyên bác như sau: ho khan cũng có thể là triệu chứng của các bệnh đường hô hấp khác, hoặc là cũng có thể là triệu chứng của bệnh tim mạch khác. Do đó bác nên cần được tái khám chuyên khoa tim mạch để bác sĩ tim mạch đánh giá, làm các xét nghiệm loại trừ các nguyên nhân ho khan khác. Sau khi mà chúng ta kết luận là ho khan do thuốc thì bác sĩ tim mạch sẽ đổi thuốc cho bác, và chắc chắn ho khan của bác sẽ hết. Vâng, xin chúc bác mau khỏe và cảm ơn câu hỏi của bác.